Một món ăn rất là ngon trong ngày Tết mà không thể thiếu đối với người Việt mình, đó là món nem rán hay là chả giò. Làm thì mình làm rất là đơn giản thôi, dùng những nguyên liệu thông thường, miến mỏng chỉ, hành tây, cà rốt, su hào hoặc củ đậu, tùy theo mùa nào có rau gì dùng rau đấy, và thêm một ít sá, nấm hương, mộc nhĩ, rau thơm, hành lá, miến, thịt lợn xay, cả mỡ cả nạc nhé, và thêm 2 quả trứng. Mỗi thứ này mình dùng ở đây thịt khoảng 400 g, trứng 2 quả, không dùng nhiều trứng, 50 g miến và những loại rau củ quả kia cộng vào khoảng 400 g nữa, và mình trộn đều lên với một ít hạt lêm, muối, bột ngọt và hạt tiêu nếu các bạn ăn được cay, cho dầu lên rồi chúng ta mang đi rán thôi. Rán bằng cách là chúng ta sẽ phải bọc bằng cái bánh tráng da lem này nhá. Chúng ta bọc vào cái lá gói da lem này. Nếu mà cái lá gói da lem của chúng ta cứng thì chúng ta sẽ lấy một ít bia chúng ta nhúng vào. Và chúng ta gói thì cái da lem của chúng ta nó sẽ mềm. Còn đây mình dùng chả ram Hà Tĩnh cho nên nó rất là mềm, dễ gói. Và ăn nó vẫn giữ được cái độ giòn của cái vỏ nhá. Rất là ngon ạ. Cái chả lam này thì dùng không hết thì chúng ta lại cất vào ngăn đá tủ lạnh, khi nào dùng chúng ta bỏ ra nhé. Các bạn cho dầu ngập nem hoặc là nửa nem nhé, đừng cho ít dầu quá thì nem nó sẽ không giòn, không ngon nhé. Và cứ rán đến khi nem chín thì chúng ta bỏ ra. Và lúc nào ăn thì chúng ta rán lại nhưng không rán cháy nhé. Vì rán cháy kỹ quá mà thì khi chúng ta rán lại thì nem nó sẽ dễ bị cháy. Thế nên chúng ta chỉ rán vừa chín tới. Vỏ nó chưa được giòn lắm nhưng nó cũng bắt đầu chín rồi thì chúng ta bỏ ra. Lúc nó ăn thì chúng ta có thể cho vào lò chiên không dầu hoặc là rán lên lại nhé. Và các bạn lưu ý là với cái nem rán này thì chúng ta phải cho thật là ít trứng thì nó sẽ không bị nem nó sẽ không bị ướt nhé, thì ăn nó sẽ ngon hơn và nó giòn hơn nhé. Đây là mình đã chia sẻ xong món nem rán rồi đấy ạ.